Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ bắn khẩu đua TMP Roja Dragon. Cái khẩu này thì anh em yêu cầu mình làm C4 khá là nhiều. Không biết là tại sao nhưng khẩu này không khám đâu anh em ạ. Bắn rất là tốt. Anh em có thể nâng cấp khẩu này từ TMP Luna lên. Giá cũng rất là rẻ. Ok. Trận này thì mình sẽ đi cùng team tàu lao. Lâu lâu đi với team này có hai gái luôn anh em ạ. Ghê lắm. Ở B nghe tiếng này. Này thì lòi ra này, mình tính đắp sau cửa mà nó ra luôn. Cái bắn tiền bề tiền xứ quá. Rồi clear. Clear rồi. Cắm mặt vào đấy làm cái gì? Còn cạn lời anh em ạ. Kìa, nó snip chết người trên khu vực hẻm A kìa. Hẻm A. Cái gì mà mượn? Cái định mệnh. Tôi không quen cô. Cô đi ra đi. Sao cứ thích mượn nhở? Người ta đang review súng cứ thích mượn. Vô đi bạn này, đúng rồi. Ui dồi ôi. Cái đậu xanh nó nữa. Thằng nào chơi quả flash mất dạy vậy. Còn mình nghĩ là con Mỹ Kim rồi. Bằng nó không mượn được súng là nó tương flash vào mặt mình cho xem. Mất dạy phết. Rồi, ở dưới B có này. Súng nước á. Cái này thì bê chúng tôi lại. Ui trời ơi, Kim nó ăn luôn rồi. Sợ thật. Thôi đừng đi theo mượn nữa nhá. Mic phải không? Mình nghĩ là mic thôi. Kim mượn xuống nước không? Đấy, có sai đâu. Vâng, hẻm A mà không ra mic đi vòng lại thì mới lạ đấy. Đấy, cầm lục, đẩy lên là cưng. Ui dồi ôi, lôi snip ra vẫy luôn, nó mới chết. Bad snip là đây. Thấy snip đây rồi. Ok. Team này khá là vui. Có cái thanh niên tâm thờ bét của bạn của tay Mỹ Kim khá là vui tính đấy. Vâng, đã thế còn có mời gái cùng các kiểu vào. Sợ thật, đi bọn này toàn đi với gái thôi. Chả đi với trai gì. Kìa. Mic có. Rồi cái thằng snip nó lại bắt người. Cạn lời. Thằng bét snip như thế mà vẫn bắt được người. Sợ thật. Rồi nó giết hết team mình rồi. Sao đây? Nhìn cái gì? Cô nhìn cái gì? Thôi xong rồi. Úi dồi ôi. Cái gì đấy? Ra cái boom này. Này thì ra cái bun với tôi này, trận đầu tiên nó cầm ra cái bun nó giết mình ấy. Sợ thật. Còn một thằng nữa thôi. Đi, đi vô đi. Này thì nấp này, mình nghĩ có một thằng nấp ở bên kia. Mình vẫn chưa giết được nó, vào luôn à. Từ từ bạn ơi. Chờ mình vào với. Úi dồi. Úi dồi ôi. Mày đấy. Vâng, tuy nhiên clan Begin, Mai Hoàng. Suýt tí nữa thì gãy rồi. Ok. Suýt tí nữa mình không để ý là nó cân cả hai rồi. Đấy quên không report cho nó. Bảo mic có. Úi dồi, bọn kia bắt đầu rút TMP nó vẫy rồi. Thua 3-0 bắt đầu rút TMP nó bật kèo. Này thì bật kèo chúng tôi rồi. Vâng, tao sợ chúng mày quá cơ. Cầm TMP nhảy lên cứ tưởng thấy chết người cơ. Rồi chết luôn rồi. Mic chết. Không biết là mic clear không. Chắc là clear rồi. Tầm này chỉ có còn một thằng mình chắc chắn là có một thằng snip ở hẻm A. Còn thằng còn lại thì chắc là B. Mình đoán như vậy thôi. Team này thì nó bắn như thế. Đây này. Đây này. Lói bà nó cái súng ra. Rồi còn thằng hẻm A nữa là xong. Hẻm A thì chắc là đi ra A. À đi ra mic. Đây này, mình nghe tiếng chân rồi. Chị kiếm quận máy Phú Nhuận hả? Ủa nó biết mình ngồi đây sao ta? Căng vậy. Quận máy. Căng vậy. Úi dồi ôi, sẽ mãi không trúng.
Kim nó nhỏ không thôi, sao không trời sao ơi. Lại sờ clip với chúng tôi này còn đẩy nữa chứ sờ best snip mà còn cãi. Vâng, thằng nào cứ để best snip nó giết vậy lạ thật ý. Còn snip người ta không đẩy như thế đâu. Ui dồi ôi, nó cầm TMP nó lại đẩy giết người nữa rồi. Hay quá. Làm gì vậy? Ngon thì nhảy lên đây. Dưới hầm này. Đấy ta sẽ chết hoài ra. Máy giật quá à. Úi dồi, úi dồi, cái gì đấy? Ui dồi ôi, khổ này đam yếu thế nhở. 7-1 rồi. À đủ, nhảy lên luôn. Chết vậy. Ok, còn mỗi hai người. Trời. Bây giờ làm sao đây? Sợ quá. Vâng, cảm giác như mình sắp bị hiếp tới nơi vậy. Ok, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Đi cùng nhau nha. Sự cận chiến cái gì đấy? Này thì ăn thằng em tao này. Ui dồi ôi, còn đây nữa. Cái đậu xanh bắn thế mà có 48 tiết này. Vãi. Ủa sao vậy trời. Cái đậu xanh nữa. Bắn sấy vào người nó như thế mà chỉ có 48 tiết. Cái này phải sấy headshot kìa. Nó mới nhiều đam được. Chứ sấy vào người nó yếu á. Á đồ, đẩy lên à? Ui dồi. Vãi cả cầm TMP. Vâng, thánh của Nam. Nhưng mà giết nó yếu. Chắc không giết được mạng nào luôn. Thề, tuy nhiên cầm TMP phế vật vãi. Ok. Đẩy thôi. Bọn này đùa nhau hơi bị nhiều ấy. Bắn với nhau vui là chín thôi. Á đồ, đẩy luôn à? Căng vậy. Thằng bé kìa, cái kiếm. Lé hả? Cầm cái bắn nãy giờ chứ không thấy hả? Rồi đứng đó cầm đúng rồi, đứng đó. Thì như hết rồi, thằng bé hết rồi. Thôi, nghe mồm nó là cái gì? Lắm. Chắc là A rồi. Úi dồi ôi, A nó đi vào tận nhà ấy. Ghê thế. Á đủ TMP này. Ui dồi ôi, thanh niên bắt đầu rút TMP ra rồi. Ôi thôi xong rồi. Sai rồi, TMP thì không nên đi gần như thế. Mình bắn nó yếu rồi, thằng này yếu rồi. Hồi xin yếu rồi. Ui sợ thật. TMP bắn mạnh thế nhở. Vãi ở cận chiến á, đùa. Tiếc thế, quả chết mắc xàm. Anh em mình không thể chết như thế đâu. Bị TMV nó vã chết. Quả đấy mình thấy nó yếu rồi. Ui dồi ôi, này thì cận chiến này. Ui dồi, bắn vào chân nó. Messi. Mà còn mít nữa chứ. Vãi đạn. Thánh snip của Nam. Trận này gặp hai thánh snip luôn. Tức là hai thánh này bắn công nhận mắc ghê. Thế vậy em sinh năm 99. Quả nó lao lên như thế mà không chịu vẫy còn bắn. Thế nhiên này bắn cứng tay. Kim bắn hơi bị cứng tay rồi. Quả đấy phải vẫy cơ. Ui dồi ôi, cái đậu xanh đang đang hồi tuổi nhau. Chết xàm thế nhở. Cái đậu xanh nữa đưa. Người ta đang hỏi tuổi, đang chăn lại. Bọn kia đang đoán tuổi nhau bao nhiêu tuổi ấy. Ui dồi ôi. Thế nhọc. Cả team. Thôi đừng trôn nhau nữa, bắn đàng hoàng đi. Chơi tự dưng. Để tận 4 thằng mà thua 2 thằng. Cái trận 2
trận thứ ba thì phải, à trận rồi, đâu vui rồi, trận trước vui rồi. Sợ thật. À đứng đây, em cần đứng đây rồi. Quả đấy mình hơi bị hứng chó rồi. Rồi TMP bắt đầu lôi ra, lôi ra dã nhau rồi, giết được rất là nhiều người. Mình sẽ bắn theo phong cách là chắc chắn. Mà tầm này chắc là win thôi. Bên nó còn 3 thằng thôi. Bắn đàng hoàng lại thì kiểu gì cũng ok thôi à. Mình nghe tiếng đổi đổi TMP, đua TMP VIP. Nhưng không biết là nó có đồng hợp hay không. Ừ, mình sợ ơi, không dám đi gần. Tại vì gần thì TMP nó dã chết. Nó mạnh quá anh em ạ, thực sự nó quá mạnh. Những cái thằng nào muốn tăng thiên phú full ý, nó mạnh lắm. Thế còn thi như nào chưa tăng thiên phú full thì nó cũng vừa vừa, đủ để hạ. Chứ còn solo gặp TMP full thiên phú ý, nó rất là mạnh. Bắn không bao giờ lại đâu. Ghê lắm. Còn mỗi thằng. Đây rồi, trong B này. Úi dồi ôi, cái định mệnh chứ. Pha cuối không ăn được. Khốn nạn thế. Ok, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem mình thấy hay thì quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.